Sau một thời gian Dương bận rộn, Dương quay trở lại, cũng có rất là nhiều việc cá nhân đó, cho nên là Dương không có làm livestream và rất là nhiều anh chị đã vào hỏi thăm Dương là Dương có ổn không, Dương có khỏe không. Bây giờ thì Dương có thể trở lại và anh chị có thể an tâm rằng là Dương không có chuyện gì cả, rất là bình thường. Ngày cách đây 2 ngày Dương có đăng một cái video clip chị Thúy Nga bị bắt và bị dán vào cái tội là 88, và cái điều luật này sẽ đưa chị Thúy Nga vào tù và ngồi trong đó Dương nghĩ là không dưới 5 năm. Và cái điều này làm Dương buồn và Dương cảm thấy đau đau vô cùng. Và ngày hôm qua Dương ngủ không được, mấy ngày liền Dương ngủ không được. Đợi Dương một chút xíu, đợi Dương một chút xíu. Thì chị Nga chỉ bị bắt và bị dán vào điều luật 88 rồi. Thì Dương cũng cố gắng để giống ra một cái tiếng nói, và Dương hy vọng rằng là các cái tổ chức các cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài cố gắng có những ảnh hưởng, và những người ở bên trong có những cái tác động tới những cái lãnh sự quán giống như chị Lisa Phạm đã nói á, thì hy vọng rằng là có thể làm cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sợ hãi, hoặc là có những cái việc mà giảm nhẹ cái tội. Tại vì cái luật đó là ngày hôm nay là cái luật đó là cái luật quá điên khùng. Cái luật đó là một cái luật Dương không dùng từ gì để diễn tả được. Nó luật điều luật 88 đó là cái điều luật để nó bảo vệ cho cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, chứ không phải là nó bây giờ ngày hôm nay những cái người mà lên tiếng cho sự thật đó là những cái người yêu nước, họ phê phán những cái bất công của xã hội Việt Nam. Tôi nói một lần nữa, chị Thúy Nga này chị đã sang nước ngoài chỉ làm việc một thời gian dài rồi. Tôi được biết là hình như là chị sang Đài Loan chỉ làm việc. Và các bạn biết Đài Loan nó đã hơn Việt Nam quá xa luôn. Cái đời sống của người Việt ở Đài Loan rất là tốt. Và dân của Đài Loan á, cái kinh tế của họ về cái môi trường và cái chính sách của họ rất là tốt, tốt hơn Việt Nam rất là nhiều. Thì khi chị sang đó chỉ làm việc thì chị thấy được cái sự khác biệt giữa Việt Nam đó với lại Đài Loan. Cho nên chị về chị rất là mạnh dạn, chị đấu tranh. Chị là một người phụ nữ và chị đã bị đánh đập rất là nhiều. Những cái thời gian trước chị bị đánh gãy tay gãy chân, đánh tùm lum hết. Đó là ngày hôm nay á, là sau khi mà cái giai đoạn mà ông Trump chuẩn bị lên để nhậm chức tổng thống thì bắt đầu là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh cái việc bắt bớ người ta. Bắt rất là nhiều người, bắt liên tục. Tôi không hiểu là họ dùng những cái người này để làm một cái cách để trao đổi. Khi mà có một cái vấn đề làm ăn về kinh tế thì họ dùng những cái người này giống như một sự trao đổi với nhau vậy. Đó là một cái sự khốn nạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực sự Dương đang ở đây thì Dương làm những cái điều này là Dương làm một cái tính chất cá nhân thôi, chứ Dương không có vào một cái tổ chức nào. Cho nên là Dương chỉ kêu gọi và cái sự ảnh hưởng, có nghĩa là những cái lời của mình á, có những cái tổ chức ở bên đây họ biết được chị Nga như vậy thì họ có những cái tác động mạnh. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay là Dương cảm thấy Dương buồn nhiều lắm. Tại vì Tết tới nơi rồi, ngày hôm nay á, là ngày 26 âm lịch rồi. Còn có 4 ngày nữa là cái thời khắc chuyển giao năm mới nó bắt đầu tại Việt Nam. Thì hai đứa con của chị phải sống trong cái cảnh giống như gà con không mẹ vậy đó. Tưởng tượng tới cái điều đó Dương không có cầm lòng được. Và Dương không nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam nó sẽ lại bắt cái người mẹ có hai đứa con nhỏ trong cái giai đoạn mà chuẩn Tết tới nơi như thế này. Thật sự Dương không có cái từ ngữ gì để mà Dương có thể diễn tả được. Và bây giờ hai đứa con đó nó bơ vơ. Trong khi gia đình của những người khác thì họ đang ăn Tết, họ đi dẫn con đi mua sắm quần áo, thì hai đứa con kia lại không có mẹ. Họ đấu tranh vì ai? Họ đấu tranh vì Việt Nam, họ đấu tranh vì công dân Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay những cái người mà để họ lên tiếng cho Việt Nam, để những cái người mà họ quan tâm với tình hình xã hội Việt Nam được mấy ai? Hay là họ đang ngồi cười rằng những cái việc người khác làm là tào lao? Những người bạn trẻ, tôi nói cho các bạn trẻ một lần nữa, các bạn chỉ cần bước chân ra thế giới một ngày thôi, các bạn sẽ thấy một Việt Nam với thế giới khác một trời một vực. Giống như một con thiên nga với một con quạ đen vậy đó, y chang như vậy đó. Bước ra một ngày thôi,
cho nên á, ở Việt Nam cái nhân quyền, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận hầu như không có luôn. Các bạn thấy ngày hôm nay tại sao các bạn khi mà các bạn nói cái gì cũng được, các bạn đụng tới chế độ là các bạn không được, không dám nói. Rõ ràng là tự do ngôn luận đâu có. Mà các bạn thấy ở bên Mỹ, ông Donald Trump đó, người ta làm hình sáp, tượng sáp để đi ngang người ta sờ soạn. Và thậm chí ngày hôm nay có rất là nhiều người lên chửi ông, lên truyền thông luôn, chửi quá trời. Đó là cái đất nước người ta tự do ngôn luận. Đất nước Việt Nam không có tự do ngôn luận mà ngồi vẫn ngồi đó nói rằng những cái người lên tiếng bên ngoài là phản động. Đất nước Việt Nam đã quá tụt hậu so với thế giới. Rồi ngày hôm nay tôi nói về cái vấn đề xăng tăng, điện tăng. Tại sao xăng và điện cứ tăng hoài? Tại vì lương các bạn là lương của các bạn không cao, quá thấp. 5-6 triệu bình quân là lương không cao, cho nên nó không có đánh thuế vào cái lương các bạn được. Nó dùng cái hình thức nó tăng giá điện, tăng giá xăng. Các bạn nghĩ bình thường đâu có sao đâu. Điện tăng, xăng tăng bình thường, nhưng các bạn không phải đổ 1 lít xăng. Các bạn đổ rất là nhiều xăng. Và tính bình quân một ngày như vậy, ở Việt Nam bao nhiêu người đổ xăng? Bao nhiêu tiền vào trong túi của tụi nó? Điện các bạn đâu phải xài 1 ký đâu, xài rất là nhiều ký. Đó là cái hình thức nó lấy tiền của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng điện tăng, xăng tăng là chuyện bình thường. Không phải đâu. Tại sao mà nó muốn là điện, nó muốn cân chỉnh cái tiền điện với tiền xăng bằng với là cái giá thế giới, mà trong khi lương của các bạn không là gì với thế giới á. Vì sao mà Dương nói rằng là ở Việt Nam á, nếu mà các bạn bước ra thế giới các bạn sẽ thấy một trời một vực, mà Dương nhận được rất là nhiều người đồng tình. Bởi vì hầu như người Việt ở bên ngoài ai cũng khẳng định điều đó và ai cũng xác nhận điều đó là chính xác. Càng Hồ Phương này tôi chặn liền lập tức. Tôi nói rồi, những cái người mà dư luận viên vô trong đây, tôi mới vừa chặn Hồ Phương xong chưa đầy một giây, thì những bạn dư luận viên cẩn thận để tiếp tục có thể follow tôi nữa, còn không là tôi sẽ lóc liền lập tức. Đó, Tết tính nhất tới nơi rồi, tin tức tiêu cực quá nhiều luôn. Ngày hôm qua coi tin tức ở ngoài miền Bắc có một đứa trẻ bị bắt cóc, tôi run sợ. Coi tin tức thấy một cái gia đình giữ một cái đứa trẻ đó 3 tuổi, xong rồi lát nữa cái người nhà để nó chơi một mình, xong lát lên tìm kiếm không thấy nó đâu hết trơn, đi thông báo loan báo khắp nơi vừa bị bắt cóc và lại có một đứa trẻ khác bị chết đuối, bị té sông chết, té mương gì chết. Tình hình Việt Nam nó thê thảm, nó te tua vậy đó. Bây giờ dân Trung Quốc thì có mặt khắp nơi. Còn vụ cháy Nha Trang vừa rồi là cháy theo quy trình, là cái vùng đất đó là nằm trong cái vùng quy hoạch. Bây giờ nó dùng cái cách là nó đốt, nó tạo ra cái đám cháy như vậy để nó đưa người dân đi về một cái khu nào đó, để nó quy hoạch, nó bán đất cho Trung Quốc. Rồi ngày hôm qua có một cái người bạn trẻ nhắn tin cho tôi, khu đất Bình Hưng Hòa ngay quận Bình Tân, nó cũng đã quy hoạch và nó bán cho Trung Quốc luôn. Từng ngày một đất đai Việt Nam nó bán dần hết. Dân mình cứ ngồi đó không có gì hết, ổn định mà. Tôi nói rồi, ở trong nước không có biết. Tại vì các bạn cứ tôi tin tức trên TV, mà tin tức trên TV là tin tức nó đưa một chiều, nó chỉ đưa những cái điều gì nó muốn người dân biết mà thôi. Còn những cái điều mà nó không muốn người dân biết thì đố trời dân cũng không biết được nữa. Cho nên đừng có tin nữa. Mà có nhiều người vẫn vào nói trời ơi, ngày hôm nay phản động, đất nước ổn định mà có sao đâu, tối ngày cứ gây hoang mang lòng dân. Chúng tôi hoang mang, chúng tôi cảnh báo trước đó, để rồi một ngày nào đó quý anh chị cứ bình chân như vậy, nó tới chân, nó tới bụng rồi nhảy không kịp. Đó là viễn cảnh sự thật xảy ra ở đất nước Việt Nam. Bây giờ bỏ ra 2-3 triệu đi ra Nha Trang đi rồi thấy. Tại sao cứ ngoan cố chấp như vậy? Mình không đi được. Mình có cái tỉnh đó mình không đi được, mà người ở bên ngoài người ta nói thì mình không tin. Thì làm sao để mà mình biết được sự thật? Bây giờ nó kêu bỏ tiền, bỏ vài triệu bạc để đi, không có tiền để đi, mà người ta nói thì không tin. Người ta có điều kiện, có cơ hội luôn, có người ở ngoài đó người ta nói luôn, người ta quay, người ta chụp ảnh, người ta gửi luôn, mà mình nói cũng không tin luôn. Bây giờ làm gì để cho quý vị tin bây giờ? Quý vị cứ tin truyền thông trong nước,
mà truyền thông trong nước nó đưa quý vị xuống núi xuống hố hồi nào quý vị không biết nữa. Những người ở bên ngoài đang cố la lên, cố lên tiếng để cứu Việt Nam đó, chứ không phải họ phản động đâu, họ bán nước Việt Nam đâu. Ngày hôm nay nhìn xã hội Việt Nam đi, còn cái gì nữa? Chưa có nơi nào mà đường xá giao thông nó giống như Việt Nam hết đó. Các bạn nhìn đi. Bạn nhìn nhà cửa người ta đi, sạch sẽ gọn gàng không? Đường xá của người ta kìa. Một miếng rác nhỏ người ta cũng lận nữa. Những cái điều chúng tôi nói hoàn toàn không hề bịa, không hề nói dối. Việt Nam ngày hôm nay người dân mà không có đứng lên thay đổi, Việt Nam chết, người Việt Nam khổ. Và có nhiều người ngày hôm nay á, lên xem là giống như cái kiểu mà tôi nói lần nữa, tôi không phải là diễn viên, tôi không phải là một cái người làm chính trị. Tôi chỉ là một cái người dân bình thường bước chân ra khỏi Việt Nam thấy những cái điều mới khác biệt so với Việt Nam tôi lên tiếng thôi. Chứ đừng có hơn thua ở cái cô này cô làm hay hơn, cô kia cô làm hay hơn, tôi không hề diễn. Tôi cho người dân trong nước thức tỉnh, cho người dân trong nước biết thêm thông tin. Chứ không phải tôi lên đây tôi diễn hoặc tôi hơn thua hoặc là tôi câu view, tôi hút lượt like, no. Tôi làm vậy để được gì? Tôi còn phải làm việc nữa. Tôi làm những công việc này không ai trả tôi một đồng nào. Mục đích của tôi làm không phải là câu view, câu like gì hết. Không phải để nổi tiếng. Nổi tiếng theo cái sự này tôi không mong muốn. Tôi nói thiệt. Nổi tiếng giống như Trấn Thành, nổi tiếng giống như Đàm Vĩnh Hưng vậy đó. Chứ nổi tiếng cái kiểu như mình, ngày hôm nay mình về Việt Nam tới sân bay đó lượm mình, ai dám nổi tiếng. Nhưng mà vì cái vận nước quá, nó quá nguy nan rồi, nó quá cấp bách rồi. Người im lặng không được. Thì phải lên tiếng thôi chứ ai mà muốn nổi tiếng đâu mà vô nói là show up và khoe hàng rồi khoe nhan sắc rồi để muốn nổi tiếng. Nổi tiếng như vậy tôi cũng mời đó. Ai muốn nổi tiếng vậy trong nước nổi tiếng đi, tôi trả tiền cho. Tôi nói thiệt, khỏi đi làm tháng tôi gửi tiền cho, làm tháng ví dụ mấy trăm mấy triệu tôi gửi cho, làm đi, làm thay tôi đi, tôi gửi tiền cho. Tôi nói thiệt đó, tôi trích cái tiền lương của tôi làm hay tôi gửi tiền về Việt Nam cho quý vị làm giống như tôi để quý vị nổi tiếng. Có nhiều người nói vậy đó, nó lên đây để câu view, để nổi tiếng, để nổi tiếng làm gì? Đi rất là cực, cái thời tiết bây giờ bên đây ngoài đây là âm 2 độ. Âm 2 độ, ở bên Đức hồi nãy có anh chụp hình như là âm tới mười mấy độ luôn. Các bạn biết cầm cái điện thoại mà đi ra đường mà quay á, mà không có mang găng tay á, là nó tê cống cái tay. Tại sao phải làm vậy? Để cho người dân ở trong nước có một cái góc nhìn, để họ nhìn thấy cái xã hội Việt Nam. Bây giờ tôi nhìn về, tôi gọi về Việt Nam, các bạn biết hàng ngày có rất là nhiều người ở trong nước gọi điện thoại ra cho tôi và tôi gọi về trong nước tôi nói chuyện. Cái môi trường, cái không khí nó ô nhiễm, nhìn cái da của ai cũng đen sạm hết. Nhìn người dân mình rất là khắc khổ, nhìn rất là khắc khổ. Thôi các bạn nhìn tôi rồi các bạn nhìn lại những cái người Việt Nam ở cảnh các bạn nhìn đi. Ngày xưa tôi mà ở Việt Nam da tôi cũng sạm đen giống vậy đó. Tại vì cái môi trường sống, cái thời tiết của nó quá ô nhiễm, nó quá nóng. Tại sao bây giờ có nhiều người hồi sáng thì Dương có đọc một cái comment, cái anh đó là anh Ngọc, học trò viết cho ảnh rằng là thầy ngày hôm nay thầy viết có những cái những viết những cái bài phản động. Sao những cái học trò đó vẫn còn ngu nghê quá vậy? Những cái người mà nói người ta phản động một ngày bước ra thế giới cũng chưa có cơ hội bước ra thế giới nữa. Mà cứ ngồi đó trong đó nói người ta phản động. Đi vô bệnh viện là tiền túi phải bỏ ra, tiền túi phải bỏ ra, trong khi tiền xăng điện mình đóng thấy bà mình luôn, tiền túi bao nhiêu phải bỏ ra, bệnh ung thư là bán nhà bán cửa. Đi ra đường tai nạn giao thông khói bụi kẹt xe khắp nơi, giật dọc. Công an ngày hôm nay không bảo vệ quyền lợi cho người dân. Công an ngày hôm nay bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho đảng. Bây giờ là họ cho người đến cưỡng chiếm đất đai, cướp nhà, cướp đất. Bây giờ Tết nhất tới nơi ngoài Nha Trang bao nhiêu người trái, giờ người ta ăn Tết như thế nào? Quý vị có nhiều người ta sẽ chuẩn bị nào là hoa, nào là bông, nào bánh tét, bánh chưng khắp nơi luôn, đủ thứ các loại luôn. Nhưng mà nhiều người dân á, họ không có nhà để ở, họ ăn Tết làm sao? Có đau trên cái nỗi đau của người ta hay không? Tại vì sao tôi đau? Tôi đâu có liên quan gì. Tôi ngồi đây tôi làm việc tôi đâu có liên quan gì. Tại sao tôi phải lên tiếng làm gì? Bây giờ có nhiều người ra nước ngoài họ hăng thân hăng phận, họ lo cho cha mẹ họ, họ làm họ kiếm tiền họ gửi về cho cha mẹ họ, lo người thân của họ rồi xong. Rồi năm 2 năm họ về Việt Nam thăm lần rồi họ đi thôi, họ im lặng cũng được vậy. Tôi im lặng cũng được vậy.
Nhưng mà cái lương tâm của những cái người giống như tôi, giống như chị Thanh Tâm và nhiều người khác không có cho phép mình làm như vậy. Tại sao mình cứ trằn trọc đêm hôm mình ngủ không được, trong khi có nhiều, ở Việt Nam có nhiều đại gia lắm chứ. Họ đi du lịch khắp nơi đó, họ sao họ không có sự trăn trở này? Tại sao chúng tôi phải trăn trở, rồi những giọt nước mắt lăn dài khi thấy cái cảnh ở Việt Nam nó khổ như vậy? Bởi vì chúng tôi là những người không vô tâm được, không thờ ơ được. Ở Việt Nam đại gia nhiều lắm, cái giống như vụ vừa rồi Ngọc Trinh rồi đó, nhiều lắm. Nhưng mà tôi không bàn với những cái người đại gia này, tôi bàn với dân nghèo. Ai lên tiếng cho dân nghèo đây? Đã họ nghèo mà họ không có kiến thức, họ không có thông tin nữa, mà họ tin vào truyền thông nữa, làm sao giúp đỡ bây giờ? Ngày hôm qua tôi có gọi đi nói chuyện với một cái chú đó có hai đứa con đi Hàn Quốc. Thì hai đứa con đó mới mua điện thoại cho chú, cài tất cả các cái phần mềm Facebook vào trong đó và kết bạn bè sẵn để chú vào chú xem. Và chú biết tới tôi, chú biết tới chị Lisa Phạm, Trang Lê, Jenny Trần và chú biết nhiều người khác. Đó, bây giờ những người bạn trẻ ở trong nước muốn cho cha mẹ mình biết á, thì chịu khó bỏ ra một ít tiền mua những cái điện thoại như vậy, cài những cái phần mềm để cho cha mẹ tiếp cận những thông tin khác, để khỏi không coi cái truyền thông trên điện thoại nữa, trên cái tivi nữa. Chỉ có cách đó thôi. Nó bây giờ các cái vùng đất, ví dụ như bữa hôm qua có một người bạn trẻ nói cho tôi, đất ở Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đó, bây giờ nó đã đưa vào quy hoạch và nó bán cho Trung Quốc đó. Cái tin này trên tivi có không? Rồi bây giờ là người Nha Trang, ở ngoài Nha Trang Trung Quốc đầy người dơ lớn, người trẻ, người già này kia nọ ra Nha Trang đầy người ngoài ngoại, trên tivi có không? Rồi nói về vụ cháy mà cái vùng đất nằm trong cái khu quy hoạch đó, các cái kênh thời sự nó có nói là cái đất này nằm trong khu quy hoạch không, hay là chỉ nói cháy 40 căn hộ thôi? Những cái điều gì nó cần nói cho quý vị biết để nó đảm bảo cái tính tồn tại, cái sự tồn tại của nó sẽ nói. Còn những cái điều mà mang là cái sự nguy hại cho nó sẽ không bao giờ nó nói. Cho nên các bạn sẽ thấy Việt Nam quá yên tĩnh. Chúng tôi, các bạn sẽ cho rằng chúng tôi cứ làm người dân hoang mang. Các bạn có thấy có cái tờ tiền nào mà cái số series trùng với nhau không? Các bạn, tôi nói như vậy các bạn có hiểu không? Vì sao như vậy không? Đó là tiền giả đó, tiền ma đó. Nó bây giờ có người nói 70 căn lận kìa, chứ không phải 40 căn. Trên cái thông tin thì nói 40 căn, bây giờ 70 căn lận. Ai nói? Trên TV hầu như không có nói rằng là Bình Hưng Hòa nó đã quy hoạch, nó đã bán cho người Trung Quốc. Trên TV không hề nói Nha Trang, cái người lớn, người già, người nhỏ ở Trung Quốc qua Nha Trang quá nhiều. Trên TV không hề nói Buôn Mê Thuột, người Trung Quốc ở đó quá nhiều. Không hề nói. Tại sao chúng tôi biết? Chúng tôi ở bên ngoài. Cái ngụ tôi nói tự do truyền thông, tự do internet, tự do báo chí là những người bên ngoài biết hết. Xứ sở tự do, những cái link nào mà các bạn ở trong nước không click vào xem được thì ở ngoài đây tôi xem được. Cho nên khi tôi đưa cái status lên, tôi hỏi cái này các bạn có xem được hay không, có nhiều người sẽ trả lời không xem được. Thì tôi lập tức tôi mở cái link đó lên, tôi chụp cái màn hình, tôi gửi qua. Đó là sự khác biệt. Ở trong nước nó chặn hết. Vì sao cái thời gian vừa rồi mà nó báo internet cáp bị đứng, net bị yếu, nó sợ hãi đến mức nó làm cho cái internet nó chậm lại, để cho người dân không có truy cập Facebook được. Tôi nói lại một lần nữa, truyền thông của đảng, truyền thông trên TV là truyền thông một chiều. Nó chỉ cho quý vị biết những cái điều nó cần quý vị muốn biết mà thôi. Chị Thúy Nga ngày hôm nay nó sẽ lên, nó bêu riếu đủ thứ. Nó lôi nguồn gốc xuất xứ, nó lôi tiểu sử, nó lôi hoàn cảnh gia đình, nó lôi vợ chồng con cái từ bao đời trước, nó lôi ra, nó bêu xấu đủ thứ. Nó bôi nhọ chị đủ thứ. Nó nói là chị ăn ở với ông này, ăn ở với người kia, đẻ con, nó làm đủ thứ để nó bôi nhọ hình ảnh của chị. Nhưng mà thật sự ra những cái điều đó là những cái điều ghê tởm nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ nó đưa lên trên TV, nó đọc tới khúc nào mà nó dậy dậy tự nó đọc, nó cắt. Nó cắt thì người dân chỉ nghe được những cái gì nó nói thôi, những cái gì mà tốt cho nó thôi, còn những gì không tốt là bắt đầu nó đâu có nói đâu. Tại sao vẫn cứ tin? Rồi bữa hôm hỏi có một người bạn nói tôi là tiền lương thưởng 30 triệu, đóng thuế cái gì đó còn có 15 triệu à. Tôi nói thiệt với các bạn, cái đồng lương của Việt Nam á, cái người lao động của Việt Nam lương rất là thấp. Nhưng mà cái chi phí á, tôi nói mọi thứ nó đều cao. Tôi nói thiệt, nó vô lý lắm. Rồi người dân sẽ không sống nổi. Người dân sẽ không sống nổi với cái đồng lương đó, với là cái vật giá leo thang.
hòa bình không muốn phản động nữa rồi, phần phần đông nữa rồi chị Hương Phạm. Chị Hương Phạm cho Dương biết là chị hòa bình ở chỗ nào được không? Chị Hương Phạm giải thích cho Dương biết là hòa bình như thế nào theo chị được không? Đó, vẫn có những cái người, chị có biết rằng hòa bình trong cái cuộc sống của chị là đồ ăn thức uống, là hàng tàu nó vô tràn lan không? Chị có biết rằng ngày hôm nay Việt Nam là một trong những cái nước mà có bệnh ung thư đứng thứ hai trên thế giới không? Chị có biết Việt Nam là một trong những nước có môi trường ô nhiễm nhất thế giới không? Chị có biết Việt Nam là một trong những nước tai nạn giao thông chết nhiều nhất thế giới hay không? Chị có biết điều đó hay không mà chị vẫn còn nói là hòa bình không muốn lại muốn phản động? Chị định nghĩa cho tôi cái từ phản động cho tôi nghe coi. Chị nhìn lại cái vị trí, cái quang cảnh chị đang ở so với cái view xung quanh tôi, chị nhìn thử xem. Hòa bình chỗ nào? Các chị có biết được cái tình hình cái thế giới xung quanh của các chị hay không? Các chị có quan sát những cái điều mà tôi thấy hay không? Đất nước ở bên ngoài trời Tây, châu Âu và các nước Mỹ, và nhiều người bạn nói cho tôi thấy Việt Nam không thể nào so sánh được đâu, đừng cho nên đừng có dùng cái từ hòa bình. Chị đừng có dùng từ hòa bình mà chị nói chúng tôi là người phản động. Chúng tôi đang cứu vớt cuộc đời của các chị đó. Chúng tôi đang cứu vớt con cái, các thế hệ tương lai của các chị đó. Rồi một ngày nào đó cái khả năng của chúng tôi không có khả năng, chúng tôi không có khả năng làm điều đó, chính các chị là người phải trả giá cho ngày hôm nay hòa bình đó. Chúng tôi, những người bên ngoài, ngày hôm nay những người bên ngoài lên tiếng và những người đấu tranh dân chủ đang mong cứu cuộc đời con cái, các thế hệ tương lai của chị đó, để họ thoát khỏi cuộc sống ung thư, đồ ăn bẩn đó, để họ sống trong một cái môi trường trong lành đó. Nhìn khắp nơi không có cái chỗ nào tốt đẹp, lại dùng từ hòa bình. Những cái con người không có quyền hạn, không có chức vụ, những cái con người chỉ có cái tấm lòng thôi, như giống như chúng tôi và chị Thanh Tâm và những cái người phụ nữ khác ngày hôm nay gần như bất lực và nước mắt cứ rơi dài khi nhìn về Việt Nam. Thì ngày hôm nay có những người đàn bà ở trong nước kia kìa, mới vừa comment xong lại là cho là hòa bình, lại muốn phản động. Tôi xin hỏi là các chị đã một lần bước ra Nha Trang chưa? Các chị đã một lần bước sang Singapore chưa? Đừng có nói với tôi là hòa bình. Đủ lý luận để nói với tôi hay không? Rất là khó chịu. Ngày hôm nay Dương quay trở lại, Dương không có chuẩn bị gì cả. Dương quay trở lại để Dương thông báo với quý anh chị và các bạn là Dương vẫn ổn, Dương không có chuyện gì cả. Tại vì công việc quá nhiều, để các quý vị và anh chị yên tâm. Thật sự cái vấn đề mà làm Dương nhọc tâm nhất đó là chị Thúy Nga. Dương sẽ tìm cách để có thể giúp một chút xíu nào đó về vật chất cho hai đứa con của chị ấy. Nhưng mà thật sự về chị Thúy Nga thì Dương chỉ có thể giống lên tiếng nói mà thôi. Và Dương hy vọng là các cái tổ chức nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới của hội người Việt chúng ta sẽ có tác động mạnh để mong rằng có thể đưa chị Thúy Nga ra cùng với các con ăn Tết. Tôi nói rồi nha, có những cái comment không có mấy tế nhị và không muốn nghe tôi nói nữa thì đừng vô comment, còn không là tôi block liền. Tôi rất là khó chịu. Và Dương cũng cảm ơn anh chị ngày hồi nãy giờ đã ngồi nghe Dương nói chuyện. Và Dương thật sự cái tâm trạng Dương đang rất là uể oải. Uể oải là Dương cảm thấy giống như Dương cảm thấy thương xót cho cái hoàn cảnh của hai đứa bé. Thật sự Dương thương xót và Dương không để giờ Dương ngồi Dương khóc nữa. Dương chịu không nổi. Dương chúc anh chị và các bạn, những người Việt ở trong nước á, trong những thời gian này có nhiều người Việt đã chuẩn bị, những cái người ở Sài Gòn rồi này kia nọ đã chuẩn bị về quê đó, thì Dương mong rằng anh chị cũng nên đi đường xá cẩn thận, đi xe cộ cẩn thận. Tại vì Tết nhất là những cái ngày lễ lộc ở Việt Nam á, là những cái ngày đó tai nạn giao thông rất là nhiều, và Dương không
không mong muốn rằng là những cái người mà đang ngồi nghe Dương nói như thế này vì một cái lý do nào đó bất cẩn hoặc là cái gì đó mà dẫn đến những cái tai nạn, những cái tổn thương không 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 đáng có, thật là thì nó sẽ làm cho Dương đau buồn lắm. Các anh chị cũng nên khi mà về quê cũng nên cẩn thận thôi. Một tiếng cũng sẽ về, một tiếng rưỡi hai tiếng cũng sẽ về tới nhà thôi, cho nên chị nên lái xe cẩn thận chậm một chút. Vừa thứ nhất vừa an toàn cho mình, cái thứ hai nữa là cũng tránh được cái việc mà công an cảnh sát giao thông đó họ phạt, rồi họ phạt những giai đoạn này mà họ phạt tiền dữ lắm. Họ biết anh chị có tiền trong túi, tiền thưởng Tết đó, cho nên họ phạt dữ lắm, cho nên chúng ta cẩn thận nhé. Thì Dương sẽ quay trở lại trong cái tinh thần nó tốt hơn. Bây giờ thì mấy hôm nay cứ liên tục Dương thấy rằng bạn Hóa bị bắt, rồi bạn chị Thúy Nga bị bắt, nhiều người bị bắt quá, Dương tự nhiên Dương cảm thấy người của mình nó bị xuống dữ lắm. Dương xin chào tất cả các anh chị, và Dương sẽ quay lại trong một cái tinh thần, một cái trạng thái nó thoải mái hơn. Dương chào anh chị nhé.